Hello, Lani xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn có khỏe không? Nhất định phải khỏe nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình gieo những cái cây ổi. Những cây ổi con này các bạn thấy đẹp không? Nhìn thấy xinh ghê ha. Những cái này là những cái cây mà mình đã gieo rồi nha các bạn. Những cây này thì nó đang còn nhỏ. Đó, các bạn nhìn là rõ không? Nhỏ nhưng mà rất là xinh nha các bạn. Chúng nó rất là khỏe đây nè. Cây nào cũng khỏe hết đó các bạn ơi. Gieo ổi cũng không có khó khăn gì đâu. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái cách mà mình gieo và cái cách mà mình chăm sóc nó luôn nha các bạn. Những cái cây ổi con này nó sẽ lớn lên từ từ và nó sẽ thành những cái cây ổi như thế này. Giờ mình thấy rõ ràng cái lá ổi rồi phải không? Các bạn nhận ra cái cây ổi rồi chứ gì? Đó, cái cây này là cây ổi đã được lớn lên rồi. Đây, và từ từ nó sẽ cao lên giống như cây này. Cây này thì lớn hơn nha các bạn. Cái cây ổi này á, các bạn biết không, lúc mà mùa hè nó ra ngoài đường nó có ánh nắng đó thì cái lá nó màu đỏ đỏ, nó cũng nhìn hay lắm. Có nhiều ổi chưa, có các bạn nào thích ăn ổi không? Mình rất là thích ăn ổi luôn á các bạn ơi. Ok thôi, mình không có muốn tốn thời gian của các bạn, mời các bạn vào theo dõi mình chia sẻ cái cách mình gieo ổi luôn nha các bạn. Đơn giản mà lẹ nữa các bạn ơi, không có tốn thời gian của các bạn đâu. Nhớ theo dõi mình nha. Ok, giờ chúng ta bắt đầu gieo hạt ổi nha. Mình chuẩn bị một trái ổi. Gieo một trái thì cũng đủ rồi các bạn, rất là nhiều hột ở trong này ha. Trái ổi như là trái ổi tươi ha. Giờ bước thứ nhất thì dĩ nhiên là mình phải lấy những cái hạt từ trong cái ổi này ra rồi. Cái mà step mà lâu nhất á là cái step này đây, là lấy những cái hạt ổi ra. Mình lấy cái muỗng mình múc cái lõm ra cho nó lẹ nè. Rồi lúc vậy bắt đầu các bạn lấy hạt ổi ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành lấy hạt ổi ra. À, nha, rồi mình sẽ trở lại với các bạn. Tại vì lấy hột cũng khá lâu đó. Mình không có muốn video quá dài cho nên mình sẽ lấy ra. Mình tạm ngưng ở đây rồi mình quay lại với các bạn sau nha. Rồi các bạn ơi, mình đã lấy hạt ổi ra rồi nha. Cái này là nguyên trái ổi đó, là được nhiêu đây hột rất là nhiều phải không các bạn. Rồi giờ mình bắt đầu gieo nha. Các bạn hãy chuẩn bị một cái hộp trong nha các bạn, có nắp. Và bây giờ mình sẽ lấy loại đất Golden Soil, lựa cái loại nào mà xốp nha các bạn, để cho nó tốt hơn. Hiệu nào cũng được hết các bạn, Golden Soil loại tốt là được. Giờ mình lấy hạt ổi mình sẽ rải lên trên cái mặt đất thôi nha các bạn. Cũng không có dễ bỏ xuống đâu, mình rải rải nó xuống
ráng làm sao cho nó rải rác một chút xíu nha các bạn. Mình phải làm cái động tác này á, tại vì nó dính tay quá, không có dễ thải nó xuống. Sau khi các bạn rải những cái hạt ổi lên trên mặt đất xong hết rồi đó, các bạn phủ cho mình một lớp đất lên trên mặt nha. Chắc một chút. Sau cái step này, step cuối cùng là các bạn sẽ tưới cho nó nước. Sau khi tưới nước rồi các bạn đóng cái hộp này lại ha. Rồi mình sẽ ghi cho nó một cái nhãn, một cái ticket ổi và ngày tháng mình gieo, để mình coi nó nhảy mầm lúc nào ha. Sau đó các bạn sẽ đem cái hộp này để vào cái chỗ nào mà nó có nhiều ánh sáng các bạn nha, và nó có nhiều mặt trời cũng được, và nó phải có độ ấm thì nó sẽ mau nhảy mầm hơn ha. Cái ổi thì nảy mầm khoảng độ sau 1 tháng, từ 1 tháng trở lên thì nó sẽ nhảy mầm chắc chắn ha. Các bạn nhớ mỗi tuần thì tới mở cái hộp ra để cho nó có không khí một chút xíu ha. Xong rồi các bạn coi, nếu mà nó thiếu nước thì các bạn sẽ chêm nước. Nhưng mà sau 1 tuần thì mình không có nghĩ là nó sẽ cần nước đâu. Nhưng mà mỗi tuần thì các bạn nên vào coi ha. Cho đến 1 tháng thì cái ổi của mình các bạn sẽ thấy là nó từ từ lú lên khỏi mặt đất nha. Rồi, cái này là cái cách gieo ha. Sau khi mà cây ổi của mình nó được lú lên mặt đất rồi đó các bạn, khoảng độ 3 4 nó có được độ 3 4 lá ha, giống như vậy nè. Khoảng độ 3 4 lá vậy thì các bạn có thể chia ra trong từng cái lọ nhỏ nhỏ này. Các bạn đừng có chia lúc nó có 2 lá hay 1 lá nha các bạn, tại vì lúc đó nó rất còn yếu, cho nên nếu mà chia như vậy thì nó sẽ chết luôn, hay là các bạn sẽ động tới rễ của nó, cho nên đợi nó vững, cái nó healthy thì rồi các bạn hẳn chia nó nha. Giống như cây này nè, mình đã chia ra rồi ha. Những cây khoảng 3 4 lá là các bạn có thể chắc chắn để chia nó. Rồi lúc các bạn chia ra những cái hộp nhỏ nhỏ như vậy nè, thì cái ổi tuần nào cũng phải tưới nước hết nha các bạn. Ổi nó cần nước rất là nhiều và ánh nắng, không có thể nào thiếu nước được đâu các bạn. Mà quên cây ổi mà độ 1 tuần không tưới là các bạn sẽ nhìn thấy là lá nó quéo lại, nó khô liền, là cây ổi nó sẽ chết. Cho nên các bạn đừng có quên và luôn luôn thường xuyên xem ngó cái cây ổi, đừng có để cho nó 2 tuần 10 ngày không tưới là các bạn thấy nó ngủm rồi đó nha. Và các bạn lúc mà nó lớn hơn nữa, cỡ này các bạn có thể bắt đầu cho nó fertilizer được rồi đó. Mình đó thì dùng cái loại này nè các bạn. Mình dùng cái loại fertilizer fresh seaweed này ha. Cái này mình có thể mua ở nhà vườn hoặc Amazon cũng có, ở trong OneMark. Mình có thể để mình tìm cái link, mình link below cho các bạn ha. Nếu mà mình tìm ra cái này thì mình sẽ mix với this with water, với nước ha. Các bạn có thể ở đây cái chỉ dẫn á, là mix một muỗng cà phê cái product này và 1 lít nước ha các bạn. 1 lít nước, một muỗng cà phê là 1 muỗng này đây. 1 muỗng cà phê là 1 muỗng này ha, muỗng nhỏ đó.
ok, và 1 lít nước. Thì mình hòa xong rồi mình có thể tưới cho những cái cây ổi này cho nó khỏe và mạnh để nó phát triển tốt nha các bạn. Mình tuần nào mình cũng tưới cái nước fertilizer này hết, hay là mỗi 2 tuần cũng được các bạn, nhưng mà phải cho nó fertilizer thì nó mới mau lớn. Và tại sao là mình dùng cái loại này? Tại vì mình thấy loại này tốt, và mình thấy cây ổi là một cái cây có trái để mình ăn, thì mình dùng cái loại fresh, cái gì mà natural bio hay là gì đó thì nó tốt hơn nha các bạn. Đừng có bỏ mấy cái fertilizer mà không có organic ha. Đó thì các bạn thấy không, bạn nào mình chia ra trong từng những cái vỉ này, cây này thì nó lớn hơn ở khoảng độ 8 8 8 lá hả, nhìn hả đã chưa, rất là xanh tươi nha các bạn. Đó thì rồi cái chia sẻ của mình tới đây là hết. Mình bây giờ sẽ không có lãng phí cái trái ổi này. Mình rất là thích ăn ổi cho nên mình dĩ nhiên là sẽ ăn vô bụng rồi đó. Rồi ha, bye các bạn. Lani quay lại với các bạn để update những cái cây ổi mà gieo ngày 26 tháng 1 nha các bạn. Ngày hôm nay đúng là ngày 7 tây tháng 2, cho nên có thể nói là đúng 12 ngày. Mình nhìn thấy trong cái hộp trong này đó, những cây ổi của mình nó đã lú lú lên rồi, nó có cái màu xanh xuyên qua cái hộp nè, cho nên mình update luôn cho các bạn xem. Mình mở nắp ra rồi mình xem coi như thế nào nha. Ồ, các bạn thấy không, nhìn đã ha, nó nảy mầm rồi các bạn ơi. Cái hộp của mình đó, nó nhảy mầm nhiều nhất á, là ở bên phía tay phải ha, còn bên phía tay trái thì nó vẫn chưa có nảy mầm gì lắm. Các bạn thấy không, cái màu xanh nó lú lên này, cái này là những cái cây ổi con đó các bạn, nhiều ghê chưa. Nhưng mà mới có 12 ngày à, thì mình thấy cũng là super lẹ rồi đó, super fast luôn. Thì ở bên này nè, bên phía tay trái của mình nó còn chưa nảy mầm nữa. Bởi vậy mình vẫn tiếp tục đóng nắp lại nha các bạn, để cho nó vẫn giữ được độ ẩm và nó sẽ tiếp tục nảy mầm thêm ở bên phía này nữa. Và chắc chắn là sau 1 tháng các bạn sẽ có đầy trong cái hộp này toàn là những cái cây ổi rất là rậm rạp nha các bạn. Các bạn thấy thích không? Cái phương pháp gieo ổi của mình nó rất là tốt và nó lại nhanh gọn nữa mà lẹ. Các bạn hãy thử xem nha. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công ha. Nhớ like, share và subscribe. Nhấn luôn cái chuông ở phía dưới để các bạn coi những video kỳ sau luôn. Bye bye.